Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Chào bà con nha. Hôm nay bên chi nhánh Bay Tiền Anh là mở cửa hàng ra bán lại rồi nè. Thì một năm mới chỉ trôi qua rồi đúng không cô chú anh chị? Thì bà con cô bác cũng đi chơi với gia đình rồi, chắc chắn là gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hôm nay Tiền Anh lại tiếp tục phục vụ đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị, luôn đồng hành cùng tất cả các cô chú anh chị trên mọi cung đường Việt Nam nha. Hôm nay chúng ta sẽ review lại của những mẫu xe còn lại bên chi nhánh 3 bên Trần Anh Ô Tô. Đây ạ, đây là mẫu Innova đời 2006. Mẫu xe này thì Trần Anh cũng đã có đăng clip rồi. Giá cực kỳ là dễ thương cho cô chú anh chị luôn. Đời 2006 hàng G nha. G xịn. Đây cô chú anh chị, form đẹp, nội thất rất là ok. Mua về che nắng che mưa chở gia đình thôi. Mẫu Innova thì máy 2.0, đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị 9 lít trên 100 km nha. Em này bên Trần Anh bán giá là 225 triệu. Đó, cô chú anh chị mua bên Trần Anh bớt cho 10 triệu, còn 215 triệu. Và đồng thời bên em là bao rút hồ sơ một cái lọc đầu xuân cực kỳ là rẻ đến với tay người sử dụng luôn, bốn cái vỏ mới tinh nha cô chú anh chị nha. Hàng G 2006, nước sơn đẹp. Em này bản số Sài Gòn, gốc Sài Gòn nè. Cô chú anh chị mua về sang tên đội chủ rất là rẻ tiền luôn, 51E54868 nha. Đó, form dáng mẫu Innova hàng G bên em đây. Để cả chục ngày bình hết rồi đưa qua sạc. Máy móc thì nổ êm ái nha cô chú anh chị. Dùng mấy mẫu này chạy qua thời gian người ta chỉnh cũng chỉnh cam cò rồi bình thường nha. Đó, số máy là vẫn bao rim cho cô chú anh chị luôn, bao đi xa và bao nằm đường cho bà con cô bác. Bên đây Trần Anh còn hai phần mẫu Fortuner, em này sản xuất năm 2009, một mẫu xe thương hiệu của Nhật nha. Gầm cao, máy thoáng, máy dầu. Em này máy 2.5, hàng G, dẫn động toàn bộ cầu sau, nội thất đẹp nha cô chú anh chị, 460 triệu. Đó là mẫu Fortuner. Cô chú anh chị nào mua bên Trần Anh khai xuân mở lộc, fit một phát cho cô chú anh chị 10-15 triệu. Ok chưa? Quá chuẩn luôn, cực kỳ là rẻ. Máy móc, số máy là bao rim cho cô chú anh chị hết nha. Xe không lỗi, không cứng đụng nha cô chú anh chị. Keo chỉ hầu như là rim nguyên. Đây bà con, nội thất ở trong nè, khá là đẹp. Hai bên những sống gân, chất sân rim còn. Ba dàn lạnh nha, một trước hai sau, máy dầu, sử dụng toàn bộ tục bô. Em này đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị 7-8 lít dầu trên 100 km á. 8 lít dầu á. 63 Tiền Giang 13882 nha. Xe đẹp chưa? Gầm cao, máy thoáng nha bà con cô bác nha. Đó là form dáng của em Fortuner, nước sơn bên ngoài cực kỳ đẹp. Chủ nhà kết hợp là lên trên nó bộ tem bà ghét chân đầy đủ các tính năng rồi. Mâm là mâm đúc nguyên bản cho xe, hai cụm đèn halogen mới tinh. Đăng kiểm tháng 11 năm 2022 nha cô chú anh chị nha. 460 triệu. Fit 10 đến fit 15 triệu cho bà con cô bác luôn, rẻ chưa? Bên đây em còn một mẫu Ford Everest. Em này sản xuất năm 2006, bận thêm nó một bộ áo màu trắng. Nước sơn thì bên Trần Anh cũng dọn rất là tỉ mỉ rồi. Anh chị thấy nước sơn đẹp không? Ở mẫu ít tiền mà con mua về che nắng che mưa chở gia đình đi chơi. À, nước sơn nè cô chú anh chị coi nè. Bên em cũng đã đánh bóng trong Tết đầy đủ rồi. Được cái em này bốn cái vỏ mới tinh, bốn cái vỏ này cô chú anh chị mới 90%. Bơm đút nguyên bản cho xe, máy dầu luôn, máy 2.5. Em này cũng 7-8 lít dầu trên 100 km thôi. Dòng xe bánh treo. Đời 2006 là form cũ, sẽ bắt gặp những cái sóng gân nè. Đó, những sóng gân là form cũ nha cô chú anh chị nha. Cụm đèn đứng nguyên bản theo xe luôn. 61 Bình Dương 00046. Số cực kỳ là hot boy nha. Nước sơn bên ngoài ok. Nói chung máy móc thì chạy qua thời gian người ta cũng có canh chỉnh là bình thường nha cô chú anh chị. Chứ đời 2006 mà kêu nó rin hết không có đâu. Người ta canh chỉnh bà con về là con khỏi phải làm. Đó, máy móc thì ok luôn, hồ sơ ký rút cho cô chú anh chị chỉ một nút nhẹt nha. Nội thất nè, 7 chỗ máy dầu nha. 4 cái vỏ mới lắm. Mua về là bà con chỉ việc sử dụng thôi. Đây cô chú anh chị, chất chưa? Đó là mẫu Ford Everest. Em này bên Trần Anh bán giá là 225 triệu cho cô chú anh chị nha. 61 Bình Dương
cô chú anh chị mua bên Trường Anh có bớt cho bà con cô bác luôn. Fix cho bà con cô bác 10 triệu, ok chưa? Quá ok luôn nha. Nè, nước sơn này phải không? Nước sơn hầu như bên ngoài là không có dấu hiệu là chảy xước. Chủ nhà cũng tút toàn bộ phần cản nè, cản gầm nè, tút toàn bộ lại hết, rất là đẹp nha. Dòng này dẫn động toàn bộ cầu sau. Đây, Trường Anh sẽ giới thiệu đến toàn thể tất cả các cô chú chị một mẫu Ford Everest vừa về 49E40862 nè. Hai cụm đèn nè, hai cụm đèn mới nguyên bản nha, form mới. Form mới là sẽ không có sóng gân nha cô chú anh chị. Dòng này là số tự động nha. Đây bà con, số tự động nè. Mẫu này thì cực kỳ là keng rồi. Trang bị màn hình Android, cam hành trình, đầy đủ các tính năng cho chiếc xe nha. Vô lăng 4 chấu. Cô chú anh chị nhàn nhẹ đi số tự động này thì cực kỳ là ok. Keo chỉ là rin hết 100%, xe không lỗi lầm. Nước sơn rin còn 70% là chất sơn rin. Xe không đâm vai nha cô chú anh chị. Nguyên bản của em là trần nỉ nơ vai dàn lạnh. Nguyên bản nguyên rin chưa? Khá là đẹp. Vỏ sau tương đối là khá mới là 80%. Mâm đúc nguyên bản của Ford. Bánh treo nha cô chú anh chị nha. 49E40862 nè cô chú anh chị. Kết hợp chủ nhà cũng đã lên cản dê phía sau đầy đủ các tính năng rồi. Biểu tượng của Ford Everest. Cọp chưa? Đây bà con coi nè, keo chỉ nè. Keo chỉ hầu như rin nguyên bản nha. Rin nguyên bản toàn tập nha bà con nha. Đây là phần nách cửa nè. Đó, hôm nay Trường Anh tiếp tục khai xuân và bán tiếp nhiều mẫu xe về phục vụ cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị đam mê về mẫu này thì alo cho Trường Anh ô tô. Bên đây Trường Anh còn một mẫu Kia Morning. Thì một người anh trai đã chốt cọc cho Trường Anh 20 triệu rồi. Chờ ngày giao xe thôi. Mẫu này là mẫu Fortuner đời 2020. Đây bà con, mẫu Fortuner đời 2020 nè. 71, Bến Tre 09060 nha. Xe này xe lướt, bảo hành của hãng, một chủ từ đầu nha cô chú anh chị nha. Đó là form dáng Fortuner 51 Sài Gòn đời 2007 nè. Giá đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị là 295. Cô chú anh chị mua bớt 10 còn 285. Đời 27 form mới, xe đẹp xuất sắc luôn. Một em bản số sàn, một em bản số tự động. Đó, cô chú anh chị thích em nào? Bản này là bản ghế da nguyên bản của nhà sản xuất nha. Ghế da rất là sạch sẽ nè, cục máy là bao rin. Cục máy là bao rin cho cô chú anh chị luôn. Được chưa? Anh chị coi vô lăng nè. Nội thất nè. Em này cũng máy dầu thôi. Không có đâm pha và không có lỗi lầm nha cô chú anh chị. Bà con nào mua alo cho em. Ghế ở trong sạch sẽ nè, ghế da nguyên bản nguyên rim nha. Không có dấu hiệu rách rưới luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, mẫu xe 7 chỗ đó. Bên em toàn lấy mẫu xe cọp về phục vụ cho cô chú anh chị thôi. Em này là số sàn. Số sàn đầy đủ các tính năng trên một chiếc xe rồi nha bà con nha. Đó, form dáng của em Ford Everest nè. Hồng phấn nhá. Đăng ký kênh ủng hộ cho Trường Anh ô tô. Một lần nữa Trường Anh xin kết thúc channel tại đây này nha. Em see you and goodbye.